Dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi nhận được 77 lượt phát biểu tại tổ và 15 ý kiến phát biểu tại hội trường về dự án. Phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề, đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không quản lý lấn sân sang các ngành khác trên môi trường số và cũng sẽ không có bộ nào ngành nào làm việc này, sẽ không có một bộ ngành nào độc quyền trên môi trường số. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, luật giao dịch điện tử có ý nghĩa rất quan trọng đến việc xây dựng một Việt Nam số. Nếu làm không tốt, vi phạm các nguyên tắc căn bản của môi trường số, không rõ ràng, không khả thi, không đủ nguồn lực để thực thi, không tính đến bối cảnh Việt Nam thì sẽ là vật cản cho sự phát triển số của Việt Nam. Vậy nên, Bộ sẽ cân nhắc hết sức thấu đáo mọi khía cạnh trong quá trình xây dựng luật. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không quản lý lấn sân sang các ngành khác trên môi trường số và cũng sẽ không có bộ nào, ngành nào làm việc này sẽ không có một bộ ngành nào độc quyền trên môi trường số. Luật giao dịch điện tử tạo ra các thành tố cơ bản, tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi từ môi trường thực lên môi trường số. Giúp các bộ ngành địa phương thực hiện việc chuyển đổi các giao dịch trong thế giới thực đã được luật pháp quy định trong lĩnh vực của mình lên môi trường số. Luật sửa đổi phải bảo đảm độ phủ rộng và bảo đảm chi phí phải thấp hơn trong môi trường thực, làm phong phú hơn các loại giao dịch trên môi trường số tránh việc lên môi trường số thì phức tạp hơn, đắt hơn, đồng thời phải bảo đảm tính khả thi khi áp dụng tính đồng bộ với các luật khác, tính thống nhất xuyên suốt trong luật. Việc mở rộng phạm vi là để cho phép tất cả các lĩnh vực đủ điều kiện đều có thể áp dụng giao dịch điện tử. Bộ trưởng cũng cho biết luật giao dịch điện tử lần này có đặt mục tiêu là phục vụ cho chuyển đổi sang môi trường số một cách toàn diện và toàn dân, ít nhất cũng là tạo ra cơ sở pháp lý cho sự chuyển đổi toàn dân và toàn diện này. Luật giao dịch điện tử là phức tạp và rất khó, nhưng lại có thuận lợi là nhiều nước đã đi trước, kinh tế số của họ đã đạt từ 40 đến 50% GDP, trong khi Việt Nam mới có 12%, cho nên có thể tham khảo học hỏi được nhiều.